Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thuộc tổ đại biểu quận Hải Châu, gồm ông Nguyễn Văn Hùng và ông Lê Văn Dũng có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu. Qua nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội thành phố từ đầu năm đến nay, đa số cử tri đánh giá cao nỗ lực của thành phố trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa tập trung phòng chống hiệu quả dịch COVID-19, vừa khôi phục và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cử tri bày tỏ bức xúc về một số vấn đề trên địa bàn, nhất là về công tác đảm bảo an sinh xã hội trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Việc đảm bảo hệ thống camera an ninh, di dời các công trình xuống cấp gây ảnh hưởng dân sinh, tình trạng mất an toàn giao thông, không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch vẫn còn diễn ra thường xuyên. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời cho biết hiện nay thành phố tiếp tục kiên định thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế. Trong đó, sức khỏe, tính mạng và cuộc sống bình an của nhân dân luôn được thành phố quan tâm ưu tiên hàng đầu, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đối với những kiến nghị của cử tri về các vấn đề dân sinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu đại diện các sở ngành đơn vị liên quan tiếp thu, nghiên cứu các biện pháp sớm giải quyết rốt ráo những vấn đề người dân quan tâm.